cầm chắc tiền tỷ, tại sao chủ chung cư Hà Nội không muốn bán? Trao đổi với phóng viên của báo Lao động, chị Nguyễn Ngọc Linh, một cư dân 44 tuổi sống tại quận Cầu Giấy, Hà Nội, đã chia sẻ những thông tin thú vị về thị trường căn hộ chung cư tại khu vực này. Chị Linh cho biết rằng, từ đầu năm 2024, chị đã rất ngạc nhiên khi thấy căn hộ chung cư của mình cùng tòa nhà đang được chào bán với mức giá lên tới 5 tỷ đồng. Chỉ sau một tuần kể từ khi đăng tin bán, đã có người đến đặt cọc trước 2 tỷ đồng, cho thấy sự quan tâm mạnh mẽ từ phía người mua. Chị Linh nhớ lại rằng vào năm 2018, căn hộ của chị được rao bán với giá chỉ khoảng 3 tỷ đồng. Điều này có nghĩa rằng chỉ trong vòng 6 năm, giá trị của căn hộ chung cư chị sở hữu đã tăng lên hơn 2 tỷ đồng, chưa tính đến giá trị của đồ đạc và nội thất đi kèm. Mặc dù mức giá bán hiện tại đang tăng cao, chị Linh cho biết gia đình chị vẫn chưa có ý định nhượng lại căn hộ ngay lập tức. Thay vào đó, gia đình chị dự định sẽ chờ đợi một thời điểm thích hợp hơn để bán với mức giá cao hơn nữa. Đến cuối năm 2024, gia đình chị dự định sẽ chuyển xuống sinh sống tại một ngôi nhà đất để thuận tiện hơn cho công việc kinh doanh và việc học của các con. Tương tự chị Lê Thị Xuân, sở hữu một căn hộ chung cư rộng gần 70m² ở quận Nam Từ Liêm, cũng chia sẻ rằng nhiều căn hộ tại khu vực này hiện đang được chào bán với mức giá hơn 60 triệu đồng một mét vuông. So với cách đây 5 năm khi chị mua căn hộ với giá chỉ khoảng 38 triệu đồng một mét vuông, sự gia tăng này là rất đáng kể. Chị Xuân dự đoán rằng giá căn hộ chung cư tại Hà Nội sẽ tiếp tục tăng cao do nguồn cung khan hiếm. Chị cũng có ý định chuyển đến một tòa chung cư ở quận Cầu Giấy, gần cơ quan làm việc của mình, nhưng chưa vội thực hiện giao dịch mà sẽ chờ giá tăng thêm. Theo thông tin từ báo Lao động, không chỉ các căn hộ chung cư cũ mà nhiều dự án chung cư mới khởi công xây dựng tại Hà Nội thời gian qua cũng thu hút sự quan tâm của người dân và các nhà đầu tư. Theo báo cáo từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam (VARS), chỉ số giá căn hộ chung cư tại Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng tăng trưởng trong quý 2 năm 2024. Từ cuối năm 2023, mức tăng trưởng về giá bán của thị trường căn hộ chung cư ở Hà Nội đã bắt đầu tăng mạnh và vượt qua mức tăng giá của thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Đặc biệt, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình tại Hà Nội hiện đã gần đạt mức 60 triệu đồng một mét vuông so với cùng kỳ quý 2 năm 2019. Giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội đã tăng vượt bậc, ghi nhận mức tăng lên tới 58%, gấp hơn 2 lần tỷ lệ giá tăng của thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Ông Nguyễn Thế Điệp, Phó Chủ tịch Câu lạc bộ Bất động sản Hà Nội nhận định rằng, sự chuyển dịch nhu cầu của người mua hiện nay đang tập trung vào phân khúc chung cư. Theo ông, những căn hộ chung cư trước đây có mức giá dao động từ 2 đến 3 tỷ đồng mỗi căn, hiện nay đã tăng lên 4 đến 5 tỷ đồng mỗi căn. Với những dự án mới đang xây dựng và mở bán tại Hà Nội, biên độ tăng giá dự kiến sẽ cao hơn do các chủ đầu tư đang phải đối mặt với áp lực lớn từ chi phí đầu vào và nguyên vật liệu xây dựng. Tiến sĩ Nguyễn Văn Đính, Chủ tịch Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho biết rằng, vào cuối năm 2024, nhu cầu mua nhà ở sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao. Bên cạnh đó, nhu cầu đầu tư vào thị trường bất động sản cũng đang phục hồi khoảng 30% so với hồi đầu năm. Xu hướng đầu tư sẽ chuyển sang các thị trường mới, nơi còn nhiều dư địa tăng giá. Giá chung cư neo cao, thị trường liệu có giao dịch thực? Theo báo Lao động, trong tháng 7 năm 2024, thị trường chung cư Hà Nội ghi nhận 3.200 giao dịch chuyển nhượng, tăng 35% so với tháng trước. Theo dữ liệu từ Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Housing, tính đến quý 2 năm 2024, mặt bằng giá chung cư toàn thị trường Hà Nội trung bình đạt khoảng 65 triệu đồng một mét vuông. Theo đó, mức giá căn hộ tại khu Tây sấp xỉ 70 triệu đồng một mét vuông, mặt bằng giá khu Đông chạm mức 56 triệu đồng một mét vuông. Việc các dự án thuộc phân khúc trung cấp được thay thế dần bằng các dự án cao cấp, hạng sang đã kéo mặt bằng giá trung bình của chung cư tăng mạnh nhất từ năm 2021 đến nay. Dù giá neo cao, nhưng trong tháng 7 năm 2024, giao dịch sơ cấp và thứ cấp vẫn tăng tại hai đại đô thị có nguồn cung lớn là Vinhome Ocean Park và Vinhome Smart City. Cụ thể, tại Vinhome Ocean Park, lượng giao dịch sơ cấp chiếm 60%, tại Vinhome Smart City lên tới 90%, thể hiện nguồn cung sơ cấp tại khu Tây vẫn còn sức hấp thụ tốt, mặc dù các dự án mới ra đều thuộc phân khúc cao cấp, hạng sang. Tổng lượng giao dịch căn hộ bao gồm sơ cấp và chuyển nhượng tại hai dự án Vinhome Ocean Park và Vinhome Smart City trong tháng 7 đều tăng trưởng hơn 120% so với tháng đầu năm. Trong tháng 7, số bán sơ cấp tại Vinhome Ocean Park tăng 58% so với tháng 6 năm 2024 do các dự án mở mới có chính sách bán hàng tốt,
kích thích nhu cầu người mua nhà. Tại Vinhome Smart City, giao dịch sơ cấp cũng tăng 13% so với tháng trước, chủ yếu đến từ nguồn cung mới của 3 dự án cao cấp và hạng sang Lumiere Evergreen, Lumi Hà Nội và The Solar Park. Với số bán thư cấp cao tầng tháng 7 năm 2024, thị trường Hà Nội ghi nhận giao dịch tổng khoảng 3.200 căn, tăng 35% so với tháng trước. Trong đó, khu Tây và khu Đông có số giao dịch chuyển nhượng lần lượt tăng 22% và 39% so với tháng 6. Riêng dự án Vinhome Ocean Park và Vinhome Smart City vẫn chiếm trọng số cao, đạt tổng 30% so với toàn thị trường Hà Nội, xu hướng tăng 6% so với tháng đầu năm. Theo ông Trần Minh Tiến, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Thị trường và Am hiểu Khách hàng One Housing nhận định, giao dịch chuyển nhượng chung cư tại Hà Nội tăng cao trong tháng 7 là do xu hướng khách hàng muốn hoàn tất giao dịch trước tháng ngâu. Bên cạnh đó, nhu cầu tăng mạnh cũng thể hiện nhu cầu mua nhà ở thực vẫn duy trì ở mức cao tại Hà Nội. Khi giá chung cư mới liên tục tăng cao, nhiều khách hàng có xu hướng lựa chọn chung cư chuyển nhượng với giá cả hợp lý hơn, đặc biệt là tại những đại đô thị mới đi vào hoạt động, đầy đủ tiện ích tại khu Đông và khu Tây. Cần thiết phải đánh thuế bất động sản để hãm phanh giá nhà. Ghi nhận từ trang thông tin Người Quan sát, theo chuyên gia, nếu không quyết đoán trong việc cải cách thuế bất động sản, thì giá nhà sẽ tiếp tục leo thang, ảnh hưởng đến nền kinh tế đất nước, cũng như đời sống của người dân. Trong hàng loạt các báo cáo về nghiên cứu thị trường bất động sản gần đây, đều chỉ ra mức tăng không ngừng của phân khúc căn hộ chung cư. Có không ít các ý kiến cho rằng mức giá tăng cao là do nhu cầu của người dân ngày càng tăng, phân khúc này đáp ứng được nhu cầu ở thực cùng nguồn cung hạn chế, khiến giá của chung cư càng neo cao. Báo cáo từ Bộ Xây dựng cho thấy mức giá giao dịch chung cư Hà Nội đã tăng trung bình từ 5 đến 6,5% trong quý 2 năm 2024. Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, giá bán chung cư tăng nóng không chỉ ở những dự án mới mở bán, mà còn nhiều căn hộ cũ đã qua sử dụng trong nhiều năm. Trong một nghiên cứu từ Hội Môi giới Bất động sản Việt Nam cho thấy, chỉ trong quý 2 năm 2024, số giá căn hộ chung cư trên địa bàn Hà Nội tiếp tục duy trì xu hướng tăng giá. Từ giữa cuối năm 2023, mức tăng trưởng về giá bán của thị trường căn hộ chung cư tại Hà Nội cũng đã bắt đầu tăng và vượt mức tăng giá của thị trường thành phố Hồ Chí Minh. Trong đó, giá bán căn hộ sơ cấp trung bình tại Hà Nội tiệm cận mức 60 triệu đồng một mét vuông. Nếu so với kỳ gốc quý 2 năm 2019, giá bán căn hộ sơ cấp tại Hà Nội ghi nhận mức tăng vượt bậc với 58%, hơn gấp đôi so với tỷ lệ tăng của thị trường tại thành phố Hồ Chí Minh. Theo Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu đánh giá thị trường bất động sản, bà Phạm Thị Miền cho rằng, xét về phân khúc, căn hộ chung cư vẫn được xem là phân khúc chủ đạo và chiếm sóng thanh khoản thị trường. Đánh giá về bức tranh tổng quan về thị trường bất động sản, ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bất động sản EZ Property, cho rằng do nguồn cung sụt giảm trong vòng 5 năm trở lại đây đã tạo ra sự méo mó đối với thị trường bất động sản.